Xin kính chào quý vị và các bạn nha. Quý vị có nhận thấy phía trước chúng ta những cái đèn mà sáng đó, có cái hình gì không ạ? Đó là giống như hình trái tim không? Là mình chuyển cái góc khác cho quý vị thấy ha. Đó. Quý vị thấy chưa? Ở đây thật ra chỉ là cái phần con lươn ở giữa hai cái đường hai bên đó quý vị. Và cái địa điểm mình đang nói tới đó là nằm trong cái khu dân cư Hoàng Phát ở Bạc Liêu nghe quý vị. Khu dân cư mà ba mẹ mình đang ở. Thì mình sẽ bắt đầu ở cái đầu đường bên kia để quay nguyên cái mình đi phía trong cái hình trái tim này ha, cho quý vị thưởng thức nha. Và phía sau lưng của mình đây nó có một cái bùng binh cũng có hình trái tim nữa. Thì cuối video clip mình sẽ quay cái đoạn đó. Và mình đang đứng ở đây là ở Bạc Liêu vào ngày 18 tháng 4 năm 2019. Rồi mình về quê chơi. Sẵn quay cho quý vị xem. Thì về đây nhiều lần rồi mà không có dịp để quay. Bữa nay rảnh đi quay cho quý vị xem chơi ha. Thì tạm gọi là công viên tình yêu đi ha. Mà thật ra nó không phải là công viên, nó chỉ là một cái đoạn con lươn ở giữa. Rồi mình sẽ qua cái đầu đường bên kia để quay lại nha. Xin mời quý vị theo dõi ha. Hai các bạn, bây giờ mình đang đứng ở cái đầu đường hồi nãy mình nói đó, đi qua phía đầu đường bên này. Đây là cái đầu con lươn nè. Đó, đầu con lươn nè. Cái bề ngang mà con lươn này mình ước chừng chắc cỡ 5 mét quá. Cỡ đó. Cái đường giữa đi chắc cỡ 2 mét. Có lót gạch. Bây giờ mình đi vô cho quý vị thưởng thức nha. Mình đang đứng đây là lúc 7 giờ rưỡi cả đó 7 giờ rưỡi. Đây người ta căng bằng những sợi cáp cái gì đi vô ha. Cũng khá đẹp. Lúc mà mình tới đây, lúc mà làm lần đầu tiên á, những cái là đèn lồng này còn màu sắc rất là tươi, mà do để ngoài nắng á nên bây giờ nó cái màu nó cũng xuống à. Những cái hình lồng đèn ở dưới lót gạch rất là sạch sẽ. Đây đi bộ là quá tuyệt vời luôn. Để ngày mai mình lại đây chụp hình thử cái cảnh nó có đẹp không. Ở đây nhìn mấy gà cái trái tim nè. Ở bên đây người ta bắt đầu trồng một cái loại dưa leo cho nó leo lên. Thì ở đây làm bằng lưới 40 gì. Lưới nguyên khung sắt luôn. Ở cuối cái chỗ này thì có mấy những người ta bày ra bán hàng nước á. Chủ yếu mình review cái đoạn con lươn, tạm gọi là công viên tình yêu ở khu dân cư Hoàng Phát ở Bạc Liêu cái gì, nơi ba mẹ mình đang ở. Giờ buổi tối ha.
Trong khu dân cư này thì đường hai bên đó được chắn nhựa rất là ngon. Và mình nhận thấy là có nhiều phần đất trống lắm quý vị, dạng như khu dân cư mới của tỉnh Bạc Liêu á. Khu dân cư Hoàng Phát ha. Rồi đây tới đoạn cuối rồi đây. Thì mình sẽ qua cái chỗ cái bùng binh hình tròn. Qua khỏi đoạn này nó có cái bùng binh. Thì ở đó cũng có những cái hình trái tim nữa. Nhưng mà không có đèn. Cái đèn mình cũng gắn quay cho quý vị xem ha. Rồi bây giờ mình đi qua chỗ bùng binh đây. Trước qua bùng binh mình chiêm ngưỡng lại cái đoạn cuối một cái ha. Đó. Giống hình quả tim ha. Rồi. Tạm thời mình ngưng ha, tới cái vòng xoay thì mình mở lại cho. À, các bạn mình đã tới cái vòng xoay mà có những cái hình, những cái trái tim. Thì mình sẽ quay cho quý vị xem ha. Lâu quá mình không có quay trở lại thì trong này có gắn thêm một cái đèn có chữ Love. Ở phía xa đó quý vị. Chỗ đó đó. Mà sao gắn gì mình cũng không hiểu. Đọc ra chữ Love không? Sao không để chữ màu ngang vậy? Không hiểu nổi ha. Ở đây thì là nơi một cái công viên nhỏ. Tận dụng cái dòng xoay này làm một cái công viên nhỏ quý vị. Đấy, rất nhiều hình trái tim nha. Ở đây là một cục bê tông thôi quý vị, chứ không có gì. Làm bằng bê tông thôi. Nhìn xa rất là đẹp. Bên đây là cục màu trắng. Là bê tông, ý tưởng quá tuyệt vời. Ở phía dưới nền thì người ta dán, mình gỡ không lên. Dán cái cỏ nhân tạo cái gì. Cỏ nhân tạo. Nhìn rất là đẹp. Lên đây có thể ngồi được. Ngồi hàng nguyên tâm sự, cái trái tim chụp ảnh quá tuyệt vời. Và xa xa là mấy khu dân cư đang mọc lên. Mình lựa một cái bức ảnh thiệt đẹp mình chụp này. Lựa cái góc khô quá. Cái tim này đẹp. Ở đây thì mấy hộ gia đình gần đây dẫn con đi lại đây chơi vào buổi tối. Vui.
Trên này thì có một cái ngọn đèn và rất nhiều đèn sáng được cả một cái khu luôn. Rồi, phần review công viên tình yêu tại Bạc Liêu đến đây là hết. Chúc sức khỏe quý vị nha, lâu quá mình không có đăng. Thì hôm nay nhân dịp về đám giỗ, mình được nhín chút cái thời gian để đi ra cái công viên này, cách nhà có 100m đó quý vị. Ra công viên này quay cho quý vị xem chơi ha. Rồi, xin chúc sức khỏe quý vị và chào quý vị nha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi nãy giờ. Quý vị có góp ý thêm cách mình làm video thì hãy comment phía dưới nha. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi nãy giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.